Không có bất kỳ người thành công nào trên thế giới có thể xây dựng một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ mà không sở hữu tinh thần ham học hỏi. Họ chưa bao giờ ngừng việc học của mình, học hỏi từ những người đi trước, học hỏi từ đồng nghiệp, học hỏi từ đối thủ và thậm chí học hỏi từ những thất bại của bản thân. Vấp ngã và thất bại không đáng sợ, đáng sợ là bản thân bạn không dám nhìn lại và rút ra được bài học từ nó. Happy Life xin chào các bạn. Không thể phủ nhận một điều rằng rất nhiều người thành công đều nhờ vào chăm chỉ. Nhưng đánh đồng giữa việc chăm chỉ là sẽ thành công lại là một quan điểm hết sức sai lầm. Có thể nói, trên con đường đi đến thành công, điều kiện cần là chăm chỉ, cần cù và không ngừng nỗ lực. Và điều kiện đủ là 4 yếu tố mà Happy Life sẽ giới thiệu với bạn ngay sau đây. 1. Khả năng đối mặt và chấp nhận rủi ro. Trong cuộc sống hay trong công việc, dù con người có chuẩn bị và lên kế hoạch một cách cẩn thận, kỹ càng đến mấy, vẫn luôn có những sự cố bất ngờ, những rủi ro bất chợt xảy đến. Đó là điều không thể tránh khỏi. Đằng sau thành công của những doanh nhân thành đạt nhất cũng tồn tại những rủi ro lớn, luôn sẵn sàng xuất hiện và phá hủy sự nghiệp của họ bất cứ lúc nào. Theo tỷ phú Mark Zuckerberg, thì rủi ro lớn nhất là chẳng đối mặt với rủi ro nào. Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh, chiến lược mà chắc chắn sẽ thất bại chính là tránh xa các rủi ro. Cơ hội càng lớn, thách thức càng cao, rủi ro càng nhiều thì thành tựu đạt được càng có giá trị. 2. Tinh thần lạc quan. Từ bỏ một công việc có mức lương ổn định, vay vốn, lập một công ty và khởi nghiệp là một hành động khá điên rồ đối với nhiều người. Bao nhiêu thách thức, rủi ro có thể xảy đến, có thể thất bại bất cứ lúc nào, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ gánh vác một khoản nợ khổng lồ khó chi trả. Vì vậy, một trái tim kiên cường và tinh thần lạc quan là vô cùng cần thiết, đặc biệt là với người làm kinh doanh. Chủ tịch hãng Chrysler là người đã vực dậy và đưa tập đoàn này trở lại với thành công vang dội. Đúng là ông đã nhận được sự giúp đỡ với khoản cho vay của chính phủ để công ty duy trì hoạt động. Song, trong khoảng thời gian khó khăn nhất, ông đã thể hiện tinh thần lạc quan mạnh mẽ, tin rằng công ty sẽ vượt qua được thử thách này. Chính sự lạc quan này đã truyền cảm hứng cho nhiều nhân viên tài năng dưới quyền, thôi thúc họ tiếp tục cố gắng làm việc, và cuối cùng họ đã thực sự thành công. 3. Khả năng giao tiếp. Dù trong cuộc sống hay công việc, việc tiếp xúc và duy trì các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau là điều không thể thiếu. Đó cũng là lý do việc rèn luyện khả năng giao tiếp là cần thiết với tất cả mọi người. Thật khó để bắt gặp ở một doanh nhân thành công sự vụng về trong giao tiếp. Họ phải thuyết phục nhà đầu tư, đàm phán với đối tác, gặp gỡ khách hàng và quản lý nhân viên. Tất cả những điều đó đều đòi hỏi một kỹ năng giao tiếp khéo léo hơn bất cứ ai. Giao tiếp giỏi không chỉ đơn giản và giới hạn ở khả năng ăn nói, cách sử dụng ngôn từ chuẩn mực và chính xác, mà còn ở ngôn ngữ cơ thể, sự lắng nghe, tôn trọng đối phương và kiểm soát được cảm xúc của bản thân. 4. Tinh thần học hỏi. Không có bất kỳ người thành công nào trên thế giới có thể xây dựng một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ mà không sở hữu tinh thần ham học hỏi. Họ chưa bao giờ ngừng việc học của mình, học hỏi từ những người đi trước, học hỏi từ đồng nghiệp, học hỏi từ đối thủ và thậm chí học hỏi từ những thất bại của bản thân. Vấp ngã và thất bại không đáng sợ, đáng sợ là bản thân bạn không dám nhìn lại và rút ra được bài học từ nó. Bạn nghĩ sao về 4 bài học mà Happy Life vừa chia sẻ? Nếu bạn đang cảm thấy cần tìm cho mình một định hướng đúng đắn cho kế hoạch ở tương lai hoặc sự hướng dẫn để xây dựng nên một cuộc đời đáng sống, bạn có thể tìm hiểu khóa học phát triển bản thân sắp tới của Happy Life, Thiết kế cuộc đời thịnh vượng. Khóa học được dẫn dắt bởi anh Thái Phạm, một diễn giả truyền động lực và là founder của cộng đồng Happy Life. Để tìm hiểu thông tin chi tiết, vui lòng nhấp vào đường link bên dưới video này. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho Happy Life biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.